Bỏ rác mình chung ngư mũi đại bộ miền cát đây chung bộ sạch rầy tế, nó cứ chung ngư prostat. Chung ngư prostat đại thôn thương ngộ chiến kế cứ mà hà rít prostat. Có bản tài, bà sân bà dương chắp đắng, nó cáp chiếc bá có miền bà sân cực hiếp bộ đài. Tại chung ngư mà hà rít prostat, ai tự tùl cáp chiếc bá bán đài rưu giang ná. Hay ở vậy tới chiếc prostat, dương chụp chung mùi nâng lục vĩnh chạm đất quỷ hát chung mùi nâng niên khả nhóm. Chung điệp xuất lục vĩnh chạm đất, ta prostat chiếc ở vậy tới, vì bố thà bị prostat ní, cứ chiếc phía xa bà răng tê. Hãy bây giờ mình tiến đến những khi chọn đăng phong đại thà ta prostat nó miền miền tì tăng này, thật nơi tì ná nâng miền tu này tì ở vậy khá đại trà. Đã chúng ta sẽ những prostat cứ dựa của bình mới là nơi nâng trung bình bằng khu nôm hay viên nơi chọc hàng cao lọc nôm dựa của bình mới là miền mốc này tì bạch chênh được hàng khăn ông ông bố kinh phóng hay mà chênh mặc hàng khăn hay cho tất cả chúng người đại tiện tông nâng prostat ní miền bắc quan chỉ muốn nâng bờ rác máy tràn đại rứt tế hay tất cả ai đi dây lang đòi chịu chủng ho đòi sửa rẫy được cái trạng mạch đấy chứ? Nè, chúng người prostat miền tây chỉ cùng nâng prostat tế hay chúng người nâng dây tràn cắt lượm nâng chả dụ lực bị hà sập tới nên miền ngày tràn miền bành hà nâng hay chúng người prostat đã thông tiền kế thì mỗi cái cả hypertrophy bending prostate thì những độc tính bản thân về mình cả cả hai về mình mang kiểm hà ri hay chỉ người mỗi cái hai thằng con xe được prostate này anh ấy cứ chỉ người mà hà ri prostate hay mình chỉ người mỗi cái hai prostate thì cứ liệt prostate chỉ người nó cứ chập bắp qua từ lừa niệm nút chắc chập bây giờ này hà sập lại tới hà sập làm lại tới miền tây hà nữa hay chỉ chú tới niệm chỉ chôn dương đại sa mình mười người có tiếp bản thân đại sa thay chúng này đồng chú tới quật tới quán mình mang chào bà rong thay chừng người nâng nghề chia chừng người sẽ được quạt còn đằng thay quạt bà bọt chừng tàu bà bọt chừng tối hay thì mong là quạt mà chụp cụp hết chừng cá đó khu phê là chừng người nâng việc khu phê thời tiết quân thừa chưa rồi mà chẳng mang dịch đây thà nơi bờ tây cam bị chìm bắt chụp bón bà sân bà dương miền một tiệm tôn đồng cụp hết cứ dương ai đằng bán thay dương miền ở pa nhà hà chừng người mà hà đi prostat rồi có chừng người prostat nó bàn đài men thế chứ bạn bà sân này chưa quạt miền cá chào bà rong thay lưu thà quạt miền pa nhà bị bà nó cá bọt chừng tàu nên mình bật chương cả hai rồi có bật chương lại luôn đấy hay dụ có tràn được bị hạ sắp tới ai có tài chính mà đã tương cho mừng group group tiền lãi hay group bên nên có bạn bình luận thấy bạn sau này chưa có chuyện bạn ấy có nghề nâng rồi mình chui nhẹ chỉ cứ mà chụp cho mừng group bên ai có thể hàng trang chương prostat nữa mà chà nhưng chắc bạn sẽ cái đây thà ruột sinh nhà này chung ngữ prostat nó cứ miền ở vậy cái ông pika bị bạn bật chương tôi mà giảng nó thế chả na chỉ tu tới rồi sinh nhà với miền đầm na ca vì chúng ta cao tết được làng chúng ta cao tết chúng ta có hay là đi dưới bọt chương phẩm bá bọt chương nhập hay đọc về chúng ta cao để nguồn ngơ cho đó miền người ta miền thoải má cứ stẹ nôm bọt chương ập tránh bọt chương tội ập tránh hay có chư làng à nữa mà chúng ta cao trong khói được chứ này hả bởi sân chỉ dương này dòng pi mahari prostat chứ ta vậy tới đây chi bởi sân chỉ dương này dòng pi chủng ngữ với ta miền bộ bà hai được bảo vệ đại được thế chứ bà sân này chia như vậy thì chúng người mahari prostat ở những cái ta tạm ca sắc xa tới vì trẻ tôn tình ta mà dụ ca bà là dụ bỏ mình luôn nâng chập về dụ hà sắp làm tới à cao sắc cam hà rít nơi sao vì miền bành hà mỗi thật chung cá với chia tầm nô bút như thầm miền dền con xe nâng nơi nông cao sắc cam bỏ nhẹ nâng dền nó chlông bì nè bà chun bì ở bốc máu ai cầu nâng miền dền nâng miền dền con xe nâng đọc về chập về dụ là cụp lực đi hà sắp tới à dền nâng vì nên bấm bảy ở đây cầu sạc thầm đó tới chỉ cầu sạc mahari chắc mình men miền này thà chủng ngư mahari prostat nó miền tầm nẹt tầm nong chủng mùi nâng cao propret này pleipet này men thế chứ tam ca sắc xa tới kia thà chủng ngư mahari prostat viết độc đáo đời xa hormone giáng cái hạt testosterone nó viết trên nè tại nè tì testicle bầm nụ pro cái nào mình nụ pro là miền testosterone nè mi miền ác nhiệt nên được không xiêm chán viết ai chủng nong pleipet chán bản tái khi mình khơi tham miên tầm nhạt tầm nông của viên testosterone nâng khi mình khơi tìm mùi hát để thả ao tầm nhạt tầm nông phơi phía trán ao tới chia còn xe thì chà vì phụ nữ khác khi ở hiện nay vậy vì phụ kết thả đời sáng và hai chị bẹt tôn là nâng hay ban chị mình sơ hiện nay vậy vì ba nhà hàng chung người nâng của bạn khi mình khơi này bạn khi mình khơi thả ca đời nông tầm nông phơi phía khang nâng hay nâng mahari prostat đối với miên tầm nhạt tầm nông khi thì còn tại mahari prostat về độc đà bán lớn đời xa testosterone
ជាទីបញ្ចប់សូមលោកវិចិត្រមនិតជួយផ្ដល់ជាដំបូន្មានខ្លះៗដល់បរិវត្តទាំងឡាយនៅក្នុងនាមលោកជាវិចិត្រមនិតដែលមានជំនាញផ្នែកខាងនេះចា៎ជំងឺមហារីកប្រូស្តាតជាជំងឺមួយដែលពីមុនមកយើងថាព្យាបាលមិនជាប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះដោយសារការរីកចម្រើនខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយការរីកចម្រើនខាងគេហៅ បាទសិនជាគាត់បានមកធ្វើការព្យាបាលដេពីស្តាដេពីស្តាគឺថាមកស្រាវជ្រាវតាំងពេលវេលាយើងអាចរកឃើញមហារីកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយមានវិធីព្យាបាលឲ្យជាដូច្នេះនៅនាមជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនបរិយាបរិយានឹងបាទសិនជាមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅហើយបាទសិនជាមានចំពោះបងប្អូនដែលមានឪពុកថាកើតជំងឺ មហារីកប្រូស្តាតអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ជួយមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជំងឺមហារីកហើយបើសិនជាមានជំងឺដូចថាមានរោគសញ្ញាខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការបត់ជើងដូចជាបត់ជើងពិបាកបត់ជើងញឹកញាប់ឬក៏ស្ទះនោមបត់ជើងចេញហ្នឹងគួរតែជួបមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមើលក្រៃមានមូលក្រៃមានមហារីកហើយបើយើងស្រាវជ្រាវទៅឃើញមហារីកក្នុងដំណាក់កាលដំបូង យើងអាចព្យាបាលជាសះស្បើយបានហើយបើសិនជាមកជួបគ្រូពេទ្យនៅដំណាក់កាលហួសពេលហើយការព្យាបាលមិនបានជោគជ័យមិនបានលទ្ធផលល្អទេចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជាមនិតនាងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់លោកសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជាមនិតគួយហាយគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសមុតសាសនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតក្រុងភ្នំពេញ